Lại xin chào quý anh chị tiếp. Hôm nay là em sẽ giới thiệu cho quý anh chị một cây đàn. Là lần đầu tiên là em thử, gọi là lấy về em quảng cáo thử rồi quý anh chị. Đây. Cây đàn nhỏ gọn dễ thương ha. Hộp giấy mới khui này. Cái này là cây Enza. Đó, thương hiệu Enza mà tên nó là Snack NEXG2N. Đó. Ơi luôn đó. Đây. Đầy đủ giấy tờ. Bảo hành đây có mic nữa. Video. Để coi vui ra. Vui ra hướng dẫn cho quý anh chị cho dễ luôn ha. Đờn nó xíu rồi. Cái này là cái cây đờn công nghệ, gọi là đờn công nghệ, đờn điện á, dễ thương ghê không? Đây nó có một cái cây này để lắp ráp thành cái tỳ đàn này, ngay chỗ này, này lắp ráp nó vô. Cái này không ta? Không, ngược, ngược lại mới đúng. Đây, đây đúng không? Mình gắn vô cái mình quặng ốc cho thôi. Ở đằng sau nó có hai ốc nè, quặng vô dễ mà. Đây. Rồi đây là gì đây? Đây lại gần với cái gì xem. Đây các bạn, đây, đây nó có cái loa, à loa ở đây, loa đằng trước này. Loa trước đây luôn. Còn đây là volume của nó nè. Quý vị thấy không? À, cái này volume nè. Mình nhấn vô mình mở đó. Có hai nút này nữa, tí để thử sau. Mình cũng chưa có rành lắm. À, nhấn vô. Đó, lên đèn này rồi mở rồi đó, thấy không? Ok. Mày hả bưởi. Gì đây? Lên tiếng rồi hả? Đánh không không lên tiếng, nhưng mà phải bấm, phải mở nguồn ra thì nó mới lên tiếng được. Cái đánh không đâu được đâu, đờn đờn điện mà. Hả? Lên tiếng rồi nè. Còn cái này là cái gì? Hai cái nút này là hai nút gì đấy? Thử. Bình thường là mình cứ cắm vô mình đánh thôi là được ha. Nói chung là quý anh chị mà lớn tuổi á, thường thường là mấy cái đàn này là đừng mình tìm hiểu nhiều là mình nhức đầu đó. Đó, mình cứ cắm vô mình bấm vô xong cái mình đánh là được, mình lên dây đó. Nó có một cái ứng dụng mình tải về ha, tí nữa mình chỉ cho. Ứng dụng là Enza nghe hay đấy bạn, dây ni lông nha, cái này lắc xích luôn. Cái cần đờn này chắc 4.8 à, 4.8 à. Cần đờn nhiêu để coi coi, cần đờn nó 4.8 cùng à. Tám này nè, 5.8. Tức là anh chị có thể tải cái thằng này về nè, cái thằng Enza Music, tức là mình lên cái ứng dụng mình tải về, mình tải về thì nó sẽ có rất là nhiều tiếng đàn, có nhiều là công năng sử dụng ở đây đó. Mình tải về mình kết nối với cái đàn này, kết nối đó xong rồi cái mình vô mình chỉnh tiếng lung la nhiều tiếng lắm
Nhưng mà cái tiếng mọc của nó là anh chị mà muốn không rắc rối là khỏi cần phải tải cái này về cũng được ha. Nó tải về thì nó mình chơi nó được nhiều tiếng, nhiều chức năng. Nhưng mà cuối cùng mà cái tiếng mà gọi là đầu tiên là vẫn là cái tiếng hay nhất. Đó. Ở đây mình có thể thử cho quý anh chị được, nhưng mà cây này như 16 triệu rồi. 16 triệu, có giá luôn. Cái này mít hả? Mẹ bưởi. Mít dễ thương à. Rồi lột cái này ra luôn. Để hát cũng được. Mít thì mình mở ra cái nó kết nối à. Ha. Đấy cho nó bụi. Mở này nè, mở nguồn ra kết nối nè. Đây. Alo, ôi dồi, kinh quá. Đây là nhỏ lớn ở đây mình nghe. Cái lúc này lúc nhỏ lớn luôn. Ha. Vui các bạn ha, lần đầu tiên cầm cái đàn dễ thương ha. Alo. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 25, 22, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 9, 30. Alo. Alo, 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 alo. Vì thứ đánh là khỏi bóng ồn. Anh đã bao đêm bao ngày mong ước. Gây gây gây. Xuống là thứ mà bóc được. Đây mình sắm cái gì á? Sắm cái đồ mà để mic đây nè, cái chân mic đó để lên. Không? Để lên xong rồi mình cầm, mình khỏi cầm hát. Con này mình đâu có để được. Con này đâu có để được mic được. Khó lắm, vừa đánh vừa hát. Có cái cây chân mic á. Đó, để vô. Con này mình quên mua cái cây đó. Thu ơi, sao em vội bỏ ra đi khi con thơ mình vừa tròn trăm tuổi. Có hai tuổi mà. Lộn lộn lộn. Hay á các bạn, đùa đâu. À, kết nối Bluetooth nữa. Kết nối Bluetooth nữa. Tình yêu chôn sâu trong lặng lẽ à, kết nối Bluetooth nữa là cái gì ta? Bluetooth đó là cái gì? Mày hả bưởi. Next. À, next audio. Kết nối rồi nè. Mình bấm A, bấm hai cái nút đây là kết nối lên Bluetooth nè. Xong đó mình thấy chữ next audio đây là kết nối xong rồi, bây giờ là mình mở nhạc thử ha. Mở nhạc thử. Mở nhạc ha. À, mình thử hát karaoke thử rồi sao? Hát karaoke được luôn. Ghê không? Mày hả bưởi. Vừa hát karaoke là vừa đánh đờn được luôn. Không có đùa đâu. Đó, nghe không? Nghe lớn không? Nghe mở lớn lên. Quảng cáo hoài à, ghê 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 ghê. Rồi mình để đây mình hát thôi. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đừng có nhắn tin. Thử ha. Đời như mơ và tình đẹp như thơ. Người chớ có bên nhau. Người đã đến
còn với thời gian những phút ta dịu dàng theo năm tháng. Tình đến rồi đi đôi khi nghe vội vàng, đời lúc khó khăn sẽ chua nhau nhẹ nhàng. Người hát tình ca đã du ta lâu quá chị hát karaoke lại. Bản chất của mình là không thích hát karaoke lắm. Nhưng cái này tiện ghê, đi picnic thì kia tiện lắm các bạn, tiện tuyệt vời luôn. Cái pin nó sạc được 7-8 tiếng á, pin rồi, mình pin rồi ta. Đây này, 7-8 tiếng còn sạc, 7 tiếng luôn. Cái loa mà bữa mình có đăng lên đó, cái loa 6,5 triệu là 4,2 triệu đó, thì mình có thể hát được cái mic này luôn, với điều kiện mình phải mở cái đài này lên kết nối nó hát. Còn không được cũng được, à cũng được, cũng được, cũng sao. Thay vì mình mở karaoke cho cái loa bên kia rồi mình hát cho cái loa này nó cũng lên đi nhau, đúng không? Thôi tắt đi, mình nói thêm chút xíu nữa. Alo, tắt đi. Để coi. Ở đằng sau này là cái rắc cắm nha các bạn, có USB nè, hãy nhớ như mình đã. À cái này cục sạc, cái này sạc. Phone, tai phone đây, tai phone có luôn. Này cắm sạc. À cắm sạc đây. Rồi hai cái này là hai rắc. Rắc gì đây? À rắc mic. Mic dây. Nói chung mò đến garage dễ mà. Được. Thì cứ tải cái ứng dụng Enza Music
Không hiểu thì cứ lên Zalo để em chỉ cho dễ cho nhanh. Cái đờn quá đẹp luôn các bạn ơi. Hàng Enza nó có một cái đờn dễ thương. Nó tắt. Đó. Hai cái nút này là liên quan tới Bluetooth thôi. Rồi mình tắt nha. Tắt thử. Mình tắt nè, là mình nhấn vô đó, nhấn vô cái nút này nè. Nhấn vô là nó tắt. Rồi, mình đánh chả nghe gì hết. Không nghe gì hết. 16 triệu mà vậy là quá ok rồi. Đúng không? Rồi. Đó, đại khái có cái bao luôn nè. Đã ghê không? Bao chính hãng của nó luôn. Đây dây bảo hành lum la. Có cái ti chỉnh luôn. Ti chỉnh công cần luôn. Đầy đủ. Cái này hướng dẫn ha. Sách hướng dẫn. Mít. Ấy bưởi. Quá đẹp. Rồi. Địa chỉ là đường số 43, số nhà 43, phường Tân Quy, quận 7. Số điện thoại 0936239138. Rồi cứ gọi cho mình ha. Cái đợt này là giá trị là 16 triệu nha quý anh chị. Xin chào tạm biệt.